Trong sản xuất nông nghiệp hiện nay, việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, ít gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người nông dân đang ngày càng được ngành nông nghiệp quan tâm. Tại đồng bằng sông Cửu Long, nhiều nông dân khi tham gia dự án VNSAT đã được tập huấn các kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến là 3 giảm 3 tăng, 1,5 giảm. Sau khi áp dụng kỹ thuật, nhiều nông dân đã thấy được hiệu quả và lợi ích khi áp dụng vào canh tác lúa. Tôi có làm được 5 hectare, thì diện tích lúa tôi là chủ yếu là sản xuất giống. Cái giống mà tôi thường làm là Đại Thơm 8. Và đôi khi cũng tùy theo cái thị hiếu của thị trường thì cái tổ giống sẽ đăng ký với tôi là làm giống gì để đáp ứng cái nhu cầu của thị trường. Thì lúc trước thì xả theo kiểu truyền thống thì một công tầm lớn thì xả khoảng 30 kg, nhưng mà khi mà chuyển qua làm giống thì phương pháp làm giống thì sử dụng phương pháp cấy thì 55 kg trên một hecta. Trước khi mà chưa có mà vô hợp tác xã với VNSAT này thì cũng hơi khó khăn, tại vì không khó khăn gì nhưng mà điều mình tự mình làm rồi, cũng như không có ai mà thí dụ như không có họp hội, không có ai mà hướng dẫn, thí dụ mình xả cái lối xưa là nó dày, thí dụ như cái nếu nó dày quá thì lúa nó không trúng, rồi sau này cũng có thí dụ như sau này là có bên hợp tác xã rồi người ta triển khai này kia đó, cũng như lúa xả hơi thưa điều rồi này kia lúa nó trúng rồi. Sau thời gian triển khai và được áp dụng thực tế vào đồng ruộng, dự án VNSAT tại đồng bằng sông Cửu Long đã giúp cho hàng trăm ngàn hộ nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long thay đổi tập quán canh tác lúa truyền thống sang canh tác tiên tiến, đã giảm chi phí đầu tư, hạ giá thành và tăng hiệu quả kinh tế. Cụ thể, dự án VNSAT đã giúp nông dân giảm mạnh lượng lúa giống gieo xạ, góp phần phát triển bền vững ngành hàng lúa gạo.